buổi ngày mai giới thiệu hết về giá hàng. Nhưng đức giá trị đó là hàng trung dung, và cách làm sao chúng ta khi mà có vấn đề nó biết gì cái hàng thế nào để phổ biến của chúng ta. Rồi, thế là đi qua một chút. Và ở đây là liệt kê các hàng trong Excel mà anh chị biết. Anh có thể có chị liệt kê một cái hàng, đúng không? Bắt đầu chị ở ngoài. Dạ. Về đúng không? Dạ vâng. Mời chị bên cạnh. Mời chị bên cạnh. Chị có thể cho biết hàng của cái hàng trong Excel. Một hàng trong Excel. Chị có biết hàng nào chưa? Về đúng không? Vâng. Hàng khác là cái chị cho nói hàng khác thì chị trước. Vâng. Ít, hàng trung bình, vâng, 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 vâng, ok, mời chị đó đỏ. Vâng, hay quá, vâng, mời chị đó. Vâng, mời chị ạ. Dạ, in đấy. À, chúng ta nhờ. Vâng, mời anh chị bên này. Hai chị ở dạ. À, mốt, rồi ôi, ok. Vâng, mời chị, anh chị theo, anh cuối cùng ạ. Mời anh nhớ một hàng, anh biết hàng nào ạ? Chú em nào được? Là vâng, thấy tuyệt vời quá. Vâng, 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 vâng. Làm sao? Ngoài lại, ngoài hàm xong ra làm điều. Rồi, muốn làm sao? Rồi vâng, đấy, thế nào? Đây là ít. Dạ, ít ạ, vâng. Đây. Dạ. Đây là ít. Không, làm gì ạ? Cái hàm mà đến, ví dụ, khoảng thời gian. À, cao ít ạ? Cao ít. Đây, đây, ít. Đây, ít. Vâng, rồi, ok, cảm ơn anh. Mời anh. Anh biết là cứ nói đó, có thoải mái anh tiếp thì nói không có vẻ đoán đoán, có hàng đấy, cứ nói. Không sao đâu. Dạ. Dạ vâng, cái này đấy ạ. Cao. À, cao. Dạ vâng, đây là chị bên này. Tăng lộ ạ, nhanh thì bây giờ đi đây là phải nguyên áo ạ, chị. Ngoài hàng khác hàng nào không? Dạ không biết, vâng nghe ạ. Em cũng thế, không chơi em cũng thế. Em đưa tay ạ. Hàm lành ạ. À, hàm lành đúng rồi, tuyệt vời, vâng nghe ạ. Anh thế nào? Đấy anh nhớ. Vâng anh. Rich. Rồi ạ, còn anh thế này. Đây anh ạ, vâng. Sóng mít. Sóng mít, vâng đúng rồi, tuyệt vời, chưa ai nói, vâng anh. Hàm mắt. Hàm mắt ở ngoài đấy ạ, mắt có nhiều người nói rồi. Cao ít. Cao ít, có người nói rồi. Em thấy không? Hắn hút. Rồi, những bốn người nói rồi, thấy không nữa? Không cứ thoải mái ạ, đây là lên lương tập ạ. Không có lên để làm dịch số ạ. À, số là gì ạ? Số là chữ, chữ, số là chữ. À vâng, trong cái xeo chưa có hàm đấy. Anh nói không sao, tuyệt vời. Vâng, thế nào, vâng, mấy thế nào? Hàm minh. Hàm minh, vâng, tiếp theo. Value. Value, à vâng, chuẩn quá. Mời em nghe này. Thành giam. À rao, chuẩn quá, vâng, mình tiếp theo. Rao là hàm tròn. Dạ, that's why we go. Đến mặt nhiều. Vâng, đúng rồi, chuẩn ạ, mình tiếp theo. Về đúng không? Rồi tiếp theo. Chị tiếp đấy ạ. Chưa phải người khác ạ. À, xong rồi. Ok. Vâng, mời chị bên này. Chị đối diện ạ. Vâng. Ê, chị đối diện chị đâu ạ? Hàm file, đúng rồi. Chuẩn ạ. Vâng, chị nghe những người ấy quá. Chị không quay chị xây trước. Vâng, chị đối diện cũng được. Thế chị bên này ạ. Thế chị đối diện đây. Chị đâu không đây? Vâng, chị. Em nói rồi, đi thẳng ra liên. Thế vâng nữa. Rồi, rồi, ok, vâng anh áo kẻ à, áo kẻ đó. Em biết rồi. Em biết rồi, vâng. Chúng ta trong xe chưa có hàng em biết.
thầy hỏi mấy chị cái toán cho nhanh, chưa hàng nào gọi là hàng cho nhanh cả. Vâng, hay như này. Rồi, ok nữa. Xuống mít. Xuống mít, rồi anh tiếp tục ạ, thoải mái ạ. Nhân tâm sự. Nhìn ạ. Xuống cao. Rồi. Ok, rồi. Thế đây, anh bên này. Con. Ô, vâng. Tiếp theo, anh con. Đúng rồi, con chị mời đúng không? Đang nét sao anh? Không, chị bên cạnh là chị sau anh là nét nét. À, chưa hả? Rồi, như vậy là hai chúng ta có thể để ta nhớ ra cái hàng mà đúng như vậy thì rất là khó nhớ đúng không? Thế cách làm chúng ta là ta nhớ theo loại hàng. Được ạ, loại hàng. Đấy, chúng ta rất cơ bản, chỉ là nhiều chúng ta đang không vậy. Đúng không? Thế nó có những loại hàng nào nhỉ anh ạ? Các chị nhỉ? Đầu tiên là hàng gì ạ? Các loại hàng liên quan đến loại xăng đúng không? Đúng không ạ? Xăng là xăng ít này, cao là cao ít này, đúng không ạ? Đấy, nghe chị đọc 2007 thì có nghe chị nhớ giúp nhá, là có cao ít S, xăng ít S, đúng không ạ? Cái là có S nữa, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo là các hàng về tài chính. Ở đây có rất nhiều học kế toán nhưng mà các hàng về tài chính thì rất ít người nói. PV, NPV, anh chị đọc rồi đúng không? PV, NPV, nhiều lắm, đúng không? Rồi, tiếp theo các hàng về logic cũng chưa anh hay nói. N O S O N O N N là O vâng đúng rồi sửa hoàn chính xác rồi tiếp theo hai về ngày tháng đúng không đấy là anh nói rồi đúng không đấy ngày đấy tháng này đấy năm nhưng còn lấy gì giờ phút giây đúng không ngày tháng năm giờ phút giây lấy hết đúng không ạ tôi đổi từ trước sang ngày đúng không rồi ok tiếp theo là các hàm liên quan đến different các hàm liên quan đến different là hàm rất là mạnh là cái này hàng rất là mạnh rồi với lúa và hàng lúa đúng không ạ? Mà thực ra trong Excel thì anh chị cũng phải còn nhiều hàng hơn. Nên anh chị riêng anh chị mà dùng được càng nhiều hàng để cái vấn đề là với lúa của hàng lúa ở trong những túi đấy anh chị có thể che đấy nhé. Đây, để nó hơi mờ quá. Thì chúng ta sang ở đây. Vào đây đúng không ạ? Đúng không ạ? Đây. Thì các hàm liên quan đến lúa gốc này anh chị nhìn thấy đúng không? Có rất nhiều hàng. Chứ nó không phải chỉ là có. Đây anh chị nào biết cái hàm là indirect chưa? Wow. Hàm indirect. Dạ vâng đấy. Nếu anh chị nào dùng cái từ cái hàm này thì đã được một tầm cao rồi. Đúng không? Từ các hàm thì lấy ra, lấy râu, lấy khôn, đúng không ạ? Lòng thứ mấy, ra không đúng không ạ? Ok. Tiếp theo là cái hàm mà nó liên quan đến thống kê. Ít người chưa nói, không người nói cái hàm là hàm operation đúng không ạ? Mà có nhiều hàng lắm đúng không ạ? Nhiều hàng lắm. Các cái hàng để lấy với chuẩn này, lấy bình phương này, vân vân, đúng không? Rồi. Và các hàng tiếp theo là hàng về thông tin. Tức là is error là cái hàng này đúng hay không? Is blank tức là cái hàng này có phải là cái ô bên cạnh có phải là trống hay không? Đúng không? Đấy. Is no ra các bạn sẽ biết rồi đúng không? Ok, đấy tức là rất nhiều hàng chứ không phải chỉ là một hàng đâu. À, ok, và cách làm ta nhớ theo nhóm hàng, nhớ theo nhóm hàng. Rồi, ok, không sao. Đây ta sẽ đi tiếp học. Rồi, khi làm cái hàng thì ta hay gặp các lỗi. Có những lỗi nào mà chị hay gặp? Được à, hay gặp quá. Rồi, tiếp theo. Để cho nó cuối cùng đi tiếp cuối cùng. Dạ, vâng, tăng value đúng không? Rồi, sao? Tiếp theo. Đêm hoàn toàn chính xác rồi lọc ok đây do chỉ có từng này các bạn cũng chỉ cần nói sao thôi được chưa và bây giờ công việc của chị đơn giản là anh chị sẽ mở file Excel ra và làm cái nào tiếp tục những cái lỗi nào bình thường người ta lỗi thì rất là làm cái chế nhưng mà người ta làm lỗi đây anh chị mở ra mở file Excel mở ra làm sao xuất hiện hết từng cái lỗi cho mình cả Yeah.
về đầu ấy ạ. À, về bao nhiêu đây? Ok, rồi, vậy thì ta sẽ đi vào thực hành luôn.
cái trang trống nhá. Để trang trống nhá. Giờ cho mình một cái trang trống. Ok chưa? Rồi. Nào chúng ta sẽ làm một số cái như sau. Shop ít tức là tổng theo điều kiện đúng không? Thì ra hãy lấy ngữ cảnh đơn giản là như sau. Chúng ta có cái mặt hàng đúng không ạ? Đúng với các tháng. Và nó có cái cột là cột doanh số đúng không ạ? Đúng không ạ? Ví dụ như mặt hàng là thì hơi để hơn mình gõ dễ thì mọi người gõ chữ A, mặt hàng A tháng 10 doanh số là 1.000 chẳng hạn. Mặt hàng B tháng 10 doanh số là 3.000 chẳng hạn. Mặt hàng C tháng 10 doanh số là 5.000 chẳng hạn. Sau đó thì sang tháng tiếp theo là A, B, C tiếp đúng không ạ? Tháng 11 11 đúng không ạ? Và là A sẽ doanh số là 250, 350 đúng không ạ? Đây là cái bảng của chúng ta, bảng dữ liệu của chúng ta. Chúng ta lại tập làm màu nó quen đúng không ạ? Đây là cái bảng của chúng ta. Ok ạ. Rồi, bây giờ tổng có điều kiện thì là cái gì? Cái loại tổng có điều kiện đơn giản đầu tiên đấy là cái tổng có điều kiện là mặt hàng, đúng không? Đây, ta có mặt hàng và ta cần hiểu biết là doanh số của nó là bao nhiêu, đúng không? Lũy kế của nó, mặt hàng là A, B và gì nhỉ? C, đúng không? Lấy ạ. Mọi người có xong chưa? Rồi. Cái chưa dùng công thức kiểu đây là lấy mặt hàng A là lấy số lo nhiêu nhỉ? Mặt hàng A lấy số lo nhiêu? 1.250. Đúng rồi, 1.250 đúng không ạ? Rồi, ok. 1.250. Rồi. Thế bây giờ ta cái làm cái đoạn hàm sum bình thường đã đúng không? Để cho nhiều người biết đúng không? Hàm sum ở đây thì ta có là hàm sum. Có cái đơn giản rất là ta về dấu cộng ở đây này. Dấu tổng ở trên cái hàm này đúng không ạ? Chúng ta nhìn được ngay. Ok chưa? Xong. Được nhá, được rồi. Đúng không? Và chú ý là ta phải điều chỉnh để nó đẹp luôn, số mà nó tốt luôn. Ok chưa? Rồi. Bây giờ ta mới dùng công thức. Nhà ta đấy ta sẽ dùng hai hàm khác nhau nhé, là sum và sum s, à sum x và sum x trước, được chưa? Mình gõ này bằng sum, sum là gì nhỉ? Sum là tổng đúng không? If là tổng có điều, có điều kiện. Ok chưa? Rồi thì ở trong cái hàm này thì nó có khái niệm là tham số, tức là cái giá trị trong của hàm đúng không? Thì nó có một số cái khái niệm đây. Thì vì đây là chúng ta cũng ôn lại một chút tiếng Anh một chút, đằng sau rất nhiều các hàm khác nhau là như vậy đúng không? Thì cái khái niệm đầu tiên range là cái gì nhỉ? Range trong tiếng Việt là cái gì nhỉ? Range là một vùng đúng không? Một vùng, ok. Tiếp theo cái từ sang số thứ hai là điều kiện đúng không? Đúng không? Sang số thứ ba sum range là gì? Đúng rồi, vùng tổng đúng không? Thế ta hiểu ngay là cái vùng đầu tiên tiếp theo là điều kiện của vùng đấy và cái vùng đấy cái tổng, đúng chưa? Rồi bây giờ cái vùng điều kiện đây là vùng gì nhỉ? Vùng này đúng không? Đúng không ạ? Mặt hàng mà đúng không? Đúng chưa?
Rồi, thế cái vùng này ta chú ý một chút này. Khi mà ta cầm công thức ta kéo xuống ấy, thì cái vùng này nó có giữ nguyên không? Nó có cố định không? Cố định không? Đây, bây giờ ta xuống ở mặt hàng B, thì có phải vùng đấy hay là vùng khác? Hỏi mặt hàng B, hỏi mặt hàng C, doanh số là bao nhiêu, thì cái vùng điều kiện thì vẫn là vùng đấy hay vùng khác? Nó vẫn là vùng đấy luôn đúng không? Đúng không? Vẫn hỏi vùng đấy đúng không? Vậy anh chị cố định vùng đấy cho mình, anh chị ấn F4. Anh chị ấn F4. Ok chưa? Được chưa? Rồi, tiếp theo là dấu. Dấu thì tùy cái dấu ngăn cách nhé. Có máy là dấu phẩy, có máy là dấu chấm phẩy. Anh chị nhìn vào cái hàm ấy, đúng chưa? Có máy là chấm phẩy, máy là dấu phẩy. Máy của mình nó là dấu phẩy, mình là dấu phẩy. Ok chưa? Khi mình dùng dấu phẩy thì cái vùng tiếp theo là bôi đậm lên đúng không? Đấy, cái chữ tiếp theo bôi đậm lên. Thì đây là cái vùng này điều kiện mặt hàng là mặt hàng gì ạ? Mặt hàng A đúng không? Nhưng ta không gọi chữ A và đang đi ở bên cạnh, thu bên cạnh mặt hàng A. Ok chưa? Thì cái tích vào đấy là mặt hàng A đúng không? Ok chưa? Đây, tích bên cạnh như này. Ok chưa? Sau đó xong rồi ta dấu phẩy tiếp, rồi dấu phẩy tiếp. Tiếp theo lại bôi cái vùng tiếp theo là vùng lấy tổng đúng không? Ở đây là lấy tổng gì ạ? Tổng doanh số đúng không? Tổng doanh số. Ok chưa? Và tương tự như vậy, cái vùng này cũng cố định khi mà chúng ta hỏi các mặt hàng khác đúng không? Ta lại thao tác bằng cách ấn phím F4. Ok chưa? Rồi, sau đó ta ấn nút đóng ngoặc. Ta ấn nút đóng ngoặc. Ok chưa? Rồi, ta đặt lại nha, ta dịch lại cái hàng này tiếng Việt một tí. Lấy tổng có kiện đúng không? Được chưa? Trong danh sách tất cả các mặt hàng đúng không? Đúng không? Chọn mặt hàng có giá trị trong ô H5 là mặt hàng A. Được chưa? Tiếp theo là lấy tổng ở vùng doanh doanh số. Ok ạ, người ấy có cái ý của hàng được chưa? Rồi, bây giờ gõ Enter. Enter. Được chưa? Sau đó mọi người kích vào cái ô này đúng không? Di chuyển về phía góc phải cho đến khi nào xuất hiện dấu gì? Dấu cộng, nó làm gì tiếp? Đúng rồi, kéo xuống hoặc là sao? Đúng rồi, đúng chuột. Ok chưa? Ok chưa? Rồi, thế là xong chưa? Thế là xong chưa? Nếu học đi làm văn phòng ở bên ngoài thì thế là xong rồi, nhưng học ở đây thì nó chưa xong. Ok chưa? Khi chúng ta làm công thức thì tất nhiên là không tránh khỏi sự sai sót. Ok chưa? Nên chúng ta phải làm luôn hai cách để kiểm tra lại là đúng hay sai. Cách thứ nhất là mình làm như sau. Tổng dư ở đây là bao nhiêu nhỉ? 10.050 đúng không? Đúng chưa? Như vậy là các mặt hàng này nó phải cộng lại ở 10.050 chứ đúng không? Ta cầm cái đồng bôi một phát từ đây. Ta nhìn ở phía dưới. Nhìn thấy chưa? Nhìn xong ở dưới chưa? Nó cũng ra là 1.050, vậy là ổn rồi đúng không? Được chưa? Cái tiếp theo ta làm này, ta chọn một vị trí ngẫu nhiên trong cái bảng nó vừa kéo xuống, được chưa? Ta đứt chuột vào đấy. Ok chưa? Đứt chuột chưa? Khi ta đứt chuột vào thì Excel nó rất thông minh, nó hiện cho ta các vùng mà liên quan đến cái gì ạ? Các vùng mà liên quan đến cái bảng này đúng không? Và đã kiểm tra lại xem các vùng có phải đúng ý nghĩa của ta chưa. Ok chưa? Rồi, mình sẽ lấy một số ví dụ. Một ví dụ thôi, để mọi người thấy. Mọi người này. Đây. Ví dụ như trong lúc đầu, mình quên mất mình chưa cố định một cái vùng. Ok chưa nhỉ? Sau đó, khi mình ký đúc chuột xuống, mình ký đúc chuột xuống. Ok chưa? Thì mình thấy ngay, khi mình kéo lại, mình thấy ngay là chỉ có 7.000 đúng không? 7.000 đúng không? Ok chưa? Thì cách làm của mình là mình kích đúc chuột vào vùng nào đấy. Mình thấy có vấn đề chưa? Vấn đề ở đâu nhỉ? Vấn đề ở đâu? Vấn đề ý này nó như đấy là kỳ đấy đúng không? Đúng chưa? Cái vùng tím này, cái vùng lấy tổng nó phải ở trên này đúng chưa đúng không? Đúng chưa? Được chưa? Đấy. Về cách là ta có hai cách để ta kiểm tra các bạn nhá. Mọi người luôn luôn kiểm tra. Một là ta lấy tổng, được chưa? Tổng bầu lại sẽ bằng nhau hay không? Hai là ta kích ngẫu nhiên được một công thức và ta kiểm tra xem là cái vùng màu ấy nó có bằng nhau hay không. Ừ, nó là nhóm cùng này.
Ok chưa? Có ai hỏi đúng không ạ? Có ai cần phải làm lại không ạ? Anh chị nào cần làm lại cứ giơ tay nhá. Làm lại từ đầu thôi. Làm lại từ đầu à? Vâng. Từ đầu từ đoạn nào? Đầu tiên á. À, vâng, đầu tiên tức là từ đoạn có chữ hay từ đoạn là bằng sum á. À, bằng sum. Rồi, ra là phải là một lần nữa này, chúng ta. Cái này không cần phải nhanh. Rồi, chú ý này, để có công thức thì đầu tiên phải có dấu gì nhỉ? Bằng, ok. Rồi, ta thực hành là cái hàm là mình muốn lấy tổng có điều kiện đúng không? Tổng thì là sum đúng không? Mọi người hay nói đúng không? Được chưa? Tổng có điều kiện thì thêm chữ ít cái điều kiện đúng không? Ok chưa? Được chưa? Nó ra hàm cái đồ đúng không? Đấy. Được chưa? Hoặc có cái khác là khi có sum y khác mà mình thấy được rồi đúng không? Thế là ấn tab không? Ấn tab không? Nhiều hàm nó ra mà. Ấn tab không? Tab phải. Đấy, nó ra ngay. Ok chưa? Thế nó có 3 hàm số đúng không? Một là range, hai là figure, hai là 3 là subrange đúng không? Thế ở đây thì đã hiểu như sau, range là cái vùng mà đang cần kiểm tra, critical là cái điều kiện mà đang cần kiểm tra, đúng không? Và cái subrange là vùng biến động. Cụ thể đây luôn là gì? Cái làm như sau, nhìn bên bảng này, tắt cái này cho mắt nhé, nhìn bên bảng này đúng không? Nhìn bên bảng này, tìm những mặt hàng có chữ A đúng không? Rồi đóng sang cột bên này và cộng lại với nhau, phải bắt người biết là thế không? Thì nhìn trên bảng này đó chính là đây, đúng chưa? Đúng chưa? Thì ta bôi đây vùng này, đây ta bôi, đây là vùng, đúng chưa? Và ta cố lên cái vùng này, đây sang vừa thích rồi, và cái tờ này cái gì nhỉ? M4, ok. Sau đó ta ấn dấu phẩy, một số máy là dấu chấm phẩy tùy vào từng máy, đúng chưa? Ấn dấu phẩy, đúng chưa? Thế là điều kiện mặt hàng là A, ta gửi có chữ A, nhưng đấy ta muốn công thức đẹp thì ta chọn mặt hàng bên cạnh và đến là cái này hình thức thực tế đúng không? Đây, vùng này có mặt hàng A, ok chưa? Mặt hàng A đây, vùng này mặt hàng này, thế là đúng phẩy, ok chưa? Và đã chọn vùng lấy tổng, ok chưa? Đây tổng lấy số đó đúng không? Đúng không? Và cái vùng này nó cũng cố định đúng không? Cố định ta lấy 4. Cố định tại sao vừa lấy ví dụ không cố định được đúng không? Kéo chúng nó chạy hẳn cái vùng số đúng không? Và không có gì sai. Rồi, ta đóng hoặc lại. Ok chưa? Rồi, và ta có enter. Sau đó, ta di chuyển góc cuối và ta rất nút chuột đúng không? Và nhớ kiểm tra lại 10.050 đúng rồi đúng không? Ok chưa? Rồi, thế mặt hàng ở đây nó không phải là ABC mà là B C A. Thế là thầy nghe là có thứ tự chạy theo đúng không? Bởi vì ta không có chữ A không? Ta không có chữ A mà nó bảo là cái điều kiện đấy là bằng bên này đúng không? Thì mặt hàng đó là CBA thì nó cũng vẫn ra được con này. Ok chưa? Rồi, bây giờ ta sang chiều tiếp theo là ta có cái bảng. Đây là cái bảng, nó biến thành cái bảng hai chiều bao gồm có mặt hàng và doanh số theo tháng, đúng không? Dạ, làm tương tự như vậy. Rồi ở đây là ra số mấy ạ? Nếu anh chị tính tức là ra số mấy ạ? Số mấy ạ? Ở đây đúng là ra số mấy ạ? 1.000 đúng không ạ? Ở đây ạ? Bao nhiêu ạ? Rồi 350. Các anh chị hiểu mục đích của cái bảng rồi đúng không? Rồi như vậy là ta thực kiểm tra mấy điều kiện? Hai điều kiện.
một là mặt hàng nào và hai là tháng nào, đúng không ạ? Các anh chị chú ý giúp đấy, các bạn vì là nó đơn giản thôi. Còn thông thường không phải là nó có một đúng không? Thông thường anh chị làm hai, anh chị biết rồi, đúng không? Là trong một tháng nó bán rất nhiều đơn hàng đấy, đúng không? Đúng không ạ? Chứ không phải chỉ một đơn hàng đấy, đúng không? Đó là cái sắp của nó rất là nhiều hơn, đúng không? Đây là điểm chúng ta dễ hiểu không? Rồi, thì đây nhiều điều kiện rồi, đúng không? Như ra có tiếp bằng, đúng không? Bằng mình bằng, được chưa? Sao? Là giấy tờ. If là tổng có điều kiện và SC là tổng có nhiều điều kiện. Ok chưa? Ok chưa? Rồi, anh chị gặp tham số. Cái tham số đầu tiên nó có phải là đêm nữa không? Nó là gì? Summary. Rồi. Vậy cái hàm sum if S nó khác cái hàm sum if của chỗ là cái lấy tổng nó đưa lên trên đầu, đúng không? Đúng chưa? Và sau đó nó có điều kiện phải sao? Đúng chưa? Rồi, nếu mà ai chưa có logic tí thì anh hiểu tại sao thằng này nó phải đưa lên đầu. Nó đều có lý do của nó hết, đúng không? Vì giờ kiếm cái đến đâu là vừa, đúng không? Rồi, thế vùng ấy ở đây là vùng nào nhỉ? F mấy đến F mấy nhỉ? F4 cho đến gì nhỉ? F9, rồi, F4 cố định, đúng không? Được chưa? Rồi, sau đó đấm dấu gì nhỉ? Dấu phẩy, đúng không? Là sang một cái vùng mới, đúng không? Thì người nó bôi đậm chưa? Người trước này nó bôi đậm chưa? Đây này, nó bôi đậm này. Rồi, điều kiện thì tùy thôi. Bây giờ ta chọn mặt hàng trước nhá. Thì vẫn như vậy, đúng không? Mặt hàng lên đây là danh sách các mặt hàng, đúng không? Đúng chưa? Và danh sách mặt hàng này có thay đổi khi di chuyển không? Cũng không, đúng không? Ta luôn chỉ có cho các bạn đấy, đúng không? Người ta lại cố định là phím gì nhỉ? F4 là chính xác. Tiếp theo điều kiện là mặt hàng gì? Mặt hàng gì? Đây là điều kiện mà mặt hàng là ô nào? Ô D B13. Ok chưa? Hỏi tiếp này. Khi ta dùng công thức ta kéo đi ấy, thì cái ô này nó cố định gì không? Cột đúng không? Cột đúng không? Đúng không? Quá thông minh luôn. Anh chị, chúng ta thông minh. Ngoài Hà Nội là không trời được gì đâu. Rồi, cố định cột luôn. Được chưa? Ấn F4 cho đến khi nào cái đô la nó xuất hiện trước cột. Đúng chưa? Sau đó, ta lại ấn dấu gì nào? Phẩy tiếp. Ok chưa? Vùng tiếp theo là vùng gì? Vùng cái này. Tiếp theo là tháng nào đúng không? Anh chị lại bôi vùng tháng. Bôi thùng tháng. Ok chưa? Được ạ. Rồi, một số anh chị cứ nhìn, chị, nếu mà anh chị biết rồi cứ làm lại thì lúc này nó mất công ra. Chị cứ làm đi. Đúng rồi, cứ làm đi. Sao ấn đi ạ? Ấn đi, ấn F4. Đúng rồi. Tiếp theo, điều kiện là tháng mấy? Tháng 10 thì thích ô nào? 6, 6 đang ở ô này. E 10 em 12 đúng không? Thì khi đang di chuyển là cố định gì? Cái hàng vẫn nguyên đúng không? Kéo cái số đó là cái hàng 12 đúng không? Vậy tấn em 4 cho đến khi nào cái đô la nó xuất hiện ở trước số 10? 12. Ok chưa? Rồi. Như vậy ta đã ôn lại một chút. Đầu tiên là vùng lấy tổng, đúng chưa? Đây là vùng màu ở trên máy mình này, chữ màu vùng màu xanh. Đấy là vùng doanh số, được chưa? Sau vùng tiếp theo là vùng màu chữ xanh lá cây, đúng không? Đấy là vùng các mặt hàng, đúng chưa? Và điều kiện là vùng màu tím, đúng không? Là mặt hàng hàng. Ok chưa? Tiếp theo là vùng tháng có cái màu là màu nâu. Ok chưa? Và cái điều kiện của nó chính là cái màu xanh, chả biết xanh gì, màu lại xanh. Ok chưa? Rồi, mọi người ship mở đóng gọn lại là coi như xong. Ok chưa? Mọi người nhẩm lại hiểu đúng không? Đúng 1.000 không? 1.000 đúng không? Sau đó chúng ta lại copy công thức này và paste lên cả bảng đúng không? Click chuột phải thì à? Đúng không? Paste luôn đúng không? Đây là paste.
với tất cả luôn, đúng không? Rồi, anh xin kiểm tra lại, thử đúng chưa? 10.050, ok chưa? Tiếp theo, lại chọn một công thức tùy ý, đúng không? Cho bạn vừa có, sao nhỉ? Nhấp cũng thuộc vào đấy, đúng chưa? Kiểm tra lại, đây, cùng này vẫn thế này, cùng này vẫn thế này, cùng anh thế này. Thằng này, nó lấy điều kiện bàn hàng B, bàn tháng 10, tháng 11. Ok chưa? Đấy, bây giờ phải kiểm tra hai lần nhá. Và đây là ví dụ đơn giản nên là cái bảng nó nhỏ thôi. Và trong thực tế cái bảng ta nói hàng chục hàng trăm vòng rồi, đúng không? Đây là một cái ví dụ để cho ta hiểu vấn đề thôi, đúng không? Ok chưa? Làm lại. Làm lại lần nữa nào. Rồi làm lại ta lại đặt kết nối. Đây. Nào, buổi trước mình đã nói rồi đúng không? À, buổi sáng mình nói rồi đúng không? Là với những công thức vậy nó quá khó nhớ và nó quá khó hiểu. Thì ta là nó dễ hiểu hơn. Có ai dễ hiểu hơn là ta đặt tên. Đặt tên đúng không? Nào ta đặt tên. Vùng đầu tiên ta đặt tên đây là vùng mặt hàng. Ok chưa? Ta bôi vùng đấy và ta bôi cái vùng ta vừa chọn. Bôi vào đấy nhá. Không phải bôi thiếu là sẽ dở. Từ 4 đến 9 này. Xong ta tiếp vào đây. Ta có mặt hàng. Đây, mặt. Cạch dưới. Nắm luôn, nắm luôn, nắm luôn. Được chưa? Ok chưa? Mà hàng. Ok chưa? Được chưa? Sau mình gõ enter luôn. Được chưa? Và tao lại một chút. Ta tiếp một hồ tùy ý ở đây. Mà ở bên này ta gõ chữ mặt hàng. Enter đúng không? Đấy, nó phải chọn là đúng cái mặt hàng nào mình chọn đúng không? Được chưa? Rồi, tiếp theo là tháng đúng không? Tháng đúng không? Thì ta lại bôi cái vùng này đúng không? Đúng không? Ta lại đánh tên tiếp. Ví dụ ở đây mình đánh tên là tháng bán. Ok chưa? Tháng bán. Ta lại enter tiếp. Rồi. Vùng tiếp theo là vùng doanh số đúng không? Ta đặt một cái tên cho nó, ta bôi cái vùng này. Và ta gọi là với cái tên rất thân thương là doanh số, ai cũng thích tiền. 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Được chưa? Được chưa? Rồi, như vậy chúng ta đặt ra tên 3 vùng đúng không? Vùng đầu tiên là vùng mặt hàng, vùng sau là vùng tháng, vùng sau là vùng doanh số, đúng không? Và lúc đó chúng ta dùng công thức tận dụng rất rất nhiều và chúng ta phải chọn. Đúng không? Vì thông thường trong bài của các anh chị thì là cái vùng dữ liệu và cái vùng mà ta có tổng hợp ấy là nó ở trong một sheet, đúng không? Nhưng mà điều này khi mà ta đã sao cao cấp rồi thì ta biết rằng điều này là điều tối kỵ, đúng không? Vùng dữ liệu chỉ là vùng dữ liệu và vùng báo cáo là vùng báo cáo, nghĩa là cái bảng tổng hợp này nó sẽ nằm ở trong một bảng tính khác. Ok chưa? Nên ta chuyện ta chọn rất là mệt, đúng không? Rất dễ nhầm nên ta đặt tên rất nhiều. Nào bây giờ ta sẽ làm thôi. Tiếp vào đây, đúng chưa? Đại bỏ ba san ít s gì được chưa? Ấn tắt là san ít s à. Đầu tiên là vùng lấy tổng. Vùng lấy tổng thì nó có tên là gì? Đúng rồi, anh chị gõ vào rồi anh đấy thấy chưa? Thế là anh nhận số chưa? Anh chị ấn gì ạ? Ấn gì? Tá, đúng rồi, đã ấn số ngay. Ok chưa? Thế là ấn dấu gì? Dấu phẩy. Đúng chưa? Điều kiện tiếp theo, ví dụ anh chọn điều kiện là kiện gì ạ? Mặt hàng nhá. Anh chị có gì ạ? Mặt. Thế có mặt hàng chưa? Hiện thấy mặt hàng chưa? Lại ấn gì? Tá, đúng rồi. Mặt hàng nào ạ? Ô mấy à? Mặt hàng nào? Mặt hàng này đúng không? Mình đang ở ô này đúng không? Mặt hàng là D13 đúng không? Kích vào D13. Mặt hàng là mặt hàng A đúng không? Được chưa? Rồi, đã ôn lại. Hay là cố định 2, cố định cột đấy. Cố định cột đúng không? Đúng rồi, hoàn toàn chính xác. Tiếp theo, mặt hàng. Rồi, thì đến gì ạ? Đến gì? Cũng tiếp theo
cùng nhỉ? Tháng đúng không? Tháng bán đúng không? Tháng bán đúng không? Các anh chị ấn đi tiếp. Anh chị ấn tắt tiếp đúng không? Sau đó anh chị chọn tiếp theo cột E12 đúng không? Và ở đây anh chị cố định thì cố định dòng đúng rồi. Ok. Đấy. Sau vị trí anh đó, anh chị nào đó xong anh nhấn enter và copy paste cả cái đấy vào bảng tính đúng không? Đúng không? Ctrl C bôi cả bảng đấy, dùng tổ phím Ctrl xịt mũi tên sang lên xuống đúng không? Sau đó ấn Ctrl V và cuối cùng là kiểm tra các điều kiện bảo mật tổng bằng nhau hay chưa, kích đúng một công thức xem nó bằng nhau hay chưa. Xong rồi. Hay đãi luôn.
Đấy, ở đây mình gõ doanh số. Được chưa? Anh chọn là list là danh sách, list là danh sách.
Ok. Đây, data này, validation này, list này. Ok chưa? Sau đó mình chọn list ở đây là cái mục này. Đây, chọn số lượng là doanh thu. Ok chưa? Số lượng doanh thu. Đây, còn mũi tên này, mũi tên dưới này, tích vào đấy, chọn. Sau đó ấn OK. Ok. Rồi, nó sẽ ở đây có mũi bốc sổ nha. Được chưa? Số lượng doanh thu. Số lượng doanh thu. Số lượng doanh thu. Ok chưa? Rồi. Thế tiếp theo là gì? Nếu bên này chọn doanh thu thì nó phải trả về một doanh số. Nếu bên này chọn số lượng, nó phải trả về số lượng, đúng không? Mình làm thôi. Nào. Thế dùng hàm gì à? Nghe chị nói rồi, dùng hàm gì? Dùng hàm gì à? Nếu muốn doanh thu trả về doanh số, muốn số lượng trả về số lượng thì dùng hàm gì? Đúng rồi, V đúng không? V là gì? Đúng rồi, V là vertical là hàng dọc. Thế H đúng không? H là gì? Horizon là hàng ngang. Horizon có nghĩa khác là gì? Đường chân trời. Đường chân trời nó là ngang đúng không? Ở đây thì đã là hàng dọc. Tại sao gọi là hàng dọc? Tức là ta nhìn cái này theo hàng dọc. Còn H đúng không? Là ta nhìn cái này theo hàng dọc. Được chưa? V rồi, nhìn thằng này theo hàng dọc. Ok, thì ta học luôn cái hàng tiếp theo là hàng đúng không? Nào, anh chị có vào không? V gì? V đúng không? Đúng không? Ok. Rồi, cái hàng bảng này nó sẽ là có 3 tham số, 3 tham số, 4 tham số. Rồi, thế ta sẽ đi ôn, ta biết ra không phải là bạn hàng này, nhưng mà ta sẽ ôn một lần đã. Đây là gì? Lookup là nhìn, lookup là nhìn vào, đây là lookup value đúng không? Đó là lookup value, là tìm cái giá trị nào. Đấy là tìm cái gì? Tìm cái doanh thu đúng không? Đúng không? Trong cái bảng này đúng không? Vậy ta click sang bên tay phải. Ta chọn là tìm cái doanh thu, là tìm cái doanh thu. Ở trong cái bảng, trong cái bảng này, tìm doanh thu ấn B1.256 được chưa? Tìm xong rồi, tìm được rồi thì trả về cột số mấy? Cột số mấy à? Rồi, trả về cột số 2. Tiếp theo, đây là tìm kiếm chính xác hay tìm kiếm xuất xỉ? Mình chọn cái chính xác là extract, tức là chính xác. Rồi, và mình sẽ đóng vào lại. Được chưa? Chị có chưa? Rồi. Ai có rồi thì sao có phím enter. Được chưa? Đấy. Bây giờ ta có một cái rất là đẹp. Đấy, ta chọn này, chọn doanh số cái này. Đấy, ra doanh số luôn. Chọn doanh thu là doanh thu luôn. Chọn doanh số, ra doanh số. Chọn doanh thu luôn. Đấy. Đấy là một ô rồi đúng không? Bây giờ là nó cái bảng cơ. Chạy nó ra cả bảng luôn. Đấy. Tôi cho mình là mình làm cái bảng này. Là bạn hãy chọn được vị tiền tệ. Đấy, chọn ứng viên phát đặt cái vào kinh doanh của tất cả các bảng là ra được theo đơn vị là tiền tiền hết, và chọn tiền đô là tất cả các bảng mình là theo đơn vị tiền đô hết. Ok chưa? Rồi, cái thứ tư mà gửi như vậy có một số người không làm được thì giơ tay. Giơ tay đấy, chúng ta vào thôi. Được rồi, không chỉ làm được đâu. Lần này.
Vâng, đó. Sài Gòn nên là học lên cao một tí. A1
22. Được chưa? Rồi, đến tất cả các mặt hàng có chữ A. Đến nào? Đúng rồi, nó có ai mà. Rồi, anh chị cho chữ sao vào chữ sao. Sao, tức là tất cả các mặt hàng mà có chữ A ở đâu, ok chưa? Ok nào? Hiểu không ạ? Tất cả mặt hàng mà có chữ A ở đâu, anh chị cho làm sao? Sao, sao? Anh chị ạ, các thầy cơ ngày xưa biết rồi đúng không? Đưa sao chấm sao người đúng không? Anh chị còn nhớ anh chị đã quên. Sao quên rồi? Đây là thầy cơ, đúng không? A à, sao có nghĩa là tất cả mặt hàng mà có chữ A ở đâu, ok chưa? Đấy. Đấy. Còn chấm hỏi. Chấm hỏi thì sao? Chấm hỏi vẫn là hai. Chấm hỏi nó chỉ có một chữ thôi, tức là A mà có một chữ là sao? Hiểu được không? Như là A 1, 2 thì không tính được chưa? Có phải tính là A có một chữ là sao? Người hiểu không? Còn sao là lý ý. Như là A 1, A 1, 2, 3, A 3, 4, 5, được chưa? Nhưng mà A chấm hỏi tức là chỉ có một cái thôi. Được chưa? Ok chưa? Các anh hiểu được 4 hàng cao khác nhau chưa? Hàng cao chỉ đếm số này, cao A là chỉ đếm mà nó có dữ liệu này, cao A là đếm chấm và cao Y thì vô cùng tuyệt vời. Và đương nhiên là nếu nó biết cách thì cao Y đếm được cả 3 cái trên này. Nếu nó biết cách dùng đây chưa? Rồi, bây giờ ví dụ như là ta đếm những ô mà nó khắc trống chẳng hạn, thì ta cũng sẽ làm như nào? Đến những ô khác chấm. Thì là loại bằng kép thôi. Xong rồi khác bằng kép là khác chấm. Được chưa? Được chưa? Đến những ô khác chấm. Một người nhỏ. Thì là khác bằng kép bằng kép. Ok chưa? Bằng kép bằng kép là chấm là khác chấm. Thì nó cũng đúng. Vì nó cũng đúng với hàng cao A này. Được chưa? Ok chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay lại bài. Có nhanh quá không ạ? Nhanh ạ. À? Sao không để giáo viên phải hỏi ý? Nhanh của nhanh, nhưng chậm của chậm. Giờ nhanh chỗ nào? Chỗ nào, chỗ nào, từng lần lại. Cao A. Cao A thì đúng như bình thường thôi đúng không? Bằng cao A, đây bằng cao. Sau đó chữ A, đúng không? Đấy, xong mình chọn một đếm thôi. Đấy, cao A. Được chưa? Được không? Đếm được chưa? Cao A là đếm những vùng có chứa dữ liệu. Những vùng mà nó không chứa dữ liệu thì nó sẽ không. Rồi. Đây, đưa tôi mình hỏi anh chị này. Nếu mình đếm từ đây đến đây mà dùng cao A thì nó ra số mấy ạ? Số mấy ạ? Số 3 đúng không? Vì chúng tôi không có liệu nó bỏ qua. Ok. Rồi, ok. Nào anh chị ơi, bây giờ chúng tôi đây nào. Anh chị hãy cho biết là trong các hàng sau hàng nào bị lỗi. Hàng 1 lỗi không? Hàng 2 lỗi không? Hàng 3 lỗi không? Hàng 4 lỗi không? Hàng 5 lỗi không? Hàng 5? Hàng 5 lỗi không? Lỗi hay không lỗi? Lỗi hay không? Có lỗi? Không lỗi? Không lỗi? Có lỗi? Rồi. Đáp án là chỉ có 2 và 4 lỗi thôi. Được chưa? Còn hàm số 5 là không lỗi. Tại sao lại không lỗi? Thầy giáo vừa mới nói là hàm sum if nó phải có 3 vùng. Một là vùng điều kiện, hai là cái điều kiện, và ba là vùng lấy tổng, đúng không?
Thế tại sao nó có hai cái mà không lỗi, đúng không? Thì đây là chủ ví dụ. Và chủ ví dụ này ta có bằng sum if. Rồi mọi người có thấy cái tổng, cái tổng xong lên nó có giống móc vuông không? Nó khác được khác không? Móc vuông ấy. Mọi người nhìn có móc vuông ạ. Có vuông ạ. Rồi, có vuông có nghĩa là có thể có, có thể không. Nếu không thì nghĩa là sao? Đây, có điều kiện rồi này, có khung điều kiện này, có điều kiện này, đúng không? Có khung điều kiện, có điều kiện mà lại không khung đến tổng thì lấy tổng khung nào? Thì nó lại lấy tổng khung nào? Nó lấy đúng cái vùng mà la làm để nó lấy tổng, được chưa? Ví dụ là hãy đến tổng của tất cả các mặt hàng mà có doanh số lớn hơn 1 triệu, được chưa? Thì là chỉ lấy đúng phần doanh số đúng không, và điều kiện là lớn hơn 1 triệu, nó lấy tổng đúng không, và cái vùng đấy luôn kiểm tra được luôn đúng không, lấy tổng doanh số của tất cả các mặt hàng mà có đơn giá hơn 1 triệu. Đấy chính là cái vùng mà ta dùng sum mà chỉ thế thôi, được chưa? Đấy là lý do mà tham gia một sum if của chúng ta là nó sẽ không cần điều kiện bên ngoài, ok chưa? Rồi như vậy chỉ có 2 và 5 thôi, yên tâm chúng ta đi được đại cái này hơn, không sợ. Rồi anh chị hãy cho biết kết quả của các 2 hàm sau đây. 1 ra ngoài ạ. 1 ạ. Một ra ngoài ạ. Rồi. Không sao, chúng ta lại làm bài khác vậy. Anh chỉ đưa tay phải lên. 20. Rồi bạn đưa tay phải lên. Đưa tay phải lên. Rồi anh chỉ vỗ tay bên phải và nói bạn thật tuyệt vời. Bạn thật tuyệt vời. Mời đó, anh thoải mái. Cứ đoán vừa đi. Nào, 1 bao nhiêu? 20. Đó là đi sát, này. Không ra. Vẫn 20. Không ra. Ra 20, 3. 15. Sai, thấy không? Không sao, bình thường, 4. Không. Không, tuyệt vời, 5. Không. Rồi, không, tuyệt vời. 6. 6. Và đang bảo em mà không value cũng tuyệt vời luôn. 6. 6 sao ạ? 6. Đúng rồi, net value. Rồi, cũng không sao, tuyệt vời. 7. 7. Không. 0. 0. 0. 7. Không, không ra, không ra là các bạn gì ạ? Máy hiển thị không ra. Rồi, ok. Đây là số tình huống ta đã gặp phải đúng không? Chúng ta chú ý một chút để đáp án. Rồi. Đáp án đầu tiên nó ra là 20. Đáp án tiếp theo nó ra là 21, bởi vì sao? Bởi vì true và false nó được nguyên thấy logic là 1 và 0. Ok chưa? Và như vậy nên nói ra là 21. Được chưa? Rồi. Đáp án tiếp theo nó ra 21. Mặc dù nó có kép đúng không? Đúng không? Bởi vì cái hàm sum này khi mà ta viết kiểu này nó sẽ tự động chuyển đổi cái số 5 này về gì nhỉ? Về số. Ok chưa? Được chưa? Tương tự như vậy, 4, 5 thì hoàn toàn đúng. Và 6 thì chết luôn. Bởi vì là nó chuyển đổi A, B, C về số. Và nó không chuyển. Không chuyển được. Nhưng mà điều này là khác hoàn toàn với công thức sum ra một vùng nhá. Nếu anh chị sum ra một vùng và vùng đấy mà có chữ ấy thì hàm sum lại bỏ qua lúc đấy nó vẫn tính tổng bình thường. Cứ gây gõ kiểu này đúng không? Ok chưa? Thì là tìm môn được đấy nha. Được chưa? Rồi, ý cuối cùng, ý số 7. Rõ ràng thầy giáo vừa mới nói chu thì nó lại phải ra 1. Vậy tại sao ở đây có chu lại ra 2? Bởi vì ở đây nó sẽ hiểu A2 là một đoạn văn và nó bỏ qua A3, nó hiểu là một đoạn văn có chữ chu. Ok chưa? Bỏ 3 lúc. Vậy sum của 3 cái này bằng 2. Mình hiểu không nhỉ?
Đấy, vậy có sự khác biệt cơ bản nhá giữa cái việc mà anh chị chọn người bạn văn, chọn người bạn văn và anh chị bảo công thức nó bằng cái giá trị nào đấy, đúng không? Nó khác nhau hoàn toàn đấy, khác nhau hoàn toàn đấy, đúng không ạ? Được chưa? Và cái này nó sẽ làm trong việc mà cái dữ liệu của chúng ta mà các đơn vị chiến nó gửi lên họ gửi lên lần một lần khởi ấy, các bạn đi tinh ấy thì đương nhiên chỗ này là chuyện bình thường, thì chúng ta phải biết cách là tại sao công thức nó rất đơn giản như vậy nhưng nó không được ra, được chưa? Đấy, mình nhắc lại là chu phô bình thường nó hiểu logic, nhưng mà nếu cô ấy lấy chu thì nó hiểu chu, ok chưa? Và như vậy nếu mà sum mà có phẩy năm thì nó hiểu là gì ạ? Nó hiểu là cái đoạn văn mà nó bỏ qua ai bằng phẩy năm và nó bỏ qua không thì không có mất gì cả, ok chưa? Được chưa? Nhưng mà có kép năm ở trong giấy tờ thì nó lại không mất. Đấy là một số sự khác biệt, đúng không? Và ra cái này thì bởi vì thằng chính cái nó cũng chỉ thế thôi, chính Microsoft nó gặp đồng mềm này nó cũng chứ không phải là quy tắc gì cao siêu cả, nó phải làm ngay được chưa? Chúng ta biết để chúng ta thao tác dữ liệu của ta có thể biết được kết quả rồi, ok mở hack cho Michel rồi làm gì chúng gì cái gì ạ? Rồi nói nhỏ đi như là buồn ngủ hết rồi thôi rồi nào. Tính tổng được không? Em đang dùng cái gì ạ? Dùng gì ạ? Đúng rồi, dùng Zoom. Và cách 2 là đang dùng cách cổ điển, đúng không? A1, 0, A2, 0, 0, 3, 0, 4, 0, 5. Ok chưa ạ? Cái cách này có ai dùng không ạ? Cái cách này có ai dùng không? Cách mà cậu này, có ai dùng, dùng nào nhỉ? Đúng rồi, chúng ta cách nhau rời nhau đúng không? Nó rời nhau. Thế là có vùng 1 có cái tổng ở trên, vùng 2 tổng ở trên, vùng 3 tổng ở trên. Thế là cách đấy là vấn đề gì? Khảo cao sọ. Thế là nào đi sọ? Cô cổ đồ. Là nào đi sọ? Đấy, nó là cái chị. Đấy là công việc này, tôi suy nghĩ đúng không? Làm nào để hết sót, có giải pháp chưa rồi, có giải pháp rồi, tiếp theo rồi, anh chị có kết quả của các hàng cao ở trong các bán sau một trăm mấy ạ? Một trăm mấy ạ? 1 ra 743, ok, nghe như là số đề nhỉ. Cao A là số mấy ạ? Số mấy ạ? 6. Quay là bán khác không? Rồi là số 3, 3 3 Cao bà này C1 đến C7. Ok, đang là 1 đào 3. Vì đơn giản là chỉ 3 số thôi, 19, 22.4 và hằng ngày đúng không? Học cả sáng nay thôi. Thế là vẫn cứ hỏi. Và bạn 2 6 phần rồi đúng không? Đếm như cô mà nó có dữ liệu đúng không? Kể cả đi không cũng đã có dữ liệu rồi. Được chưa? Rồi, hằng 3 1 đúng không? Ở đúng không? Cô là có dữ liệu rồi đúng không? Cô mấy? 3, 4, 3 Thì sao? Rồi, bây giờ chúng ta được 3 hằng ngày với nhau chưa? Được chưa? Rồi, hàm cao thì chỉ đến các ô có dữ liệu là 5M và số cũng là 5M và ngày tháng cũng là 5M. Được chưa? Ok, rồi, hoàn thành xong. Anh chị hãy cho biết công thức sau. Đã kết quả hoàn nhận. Mấy ạ? Với A1 bằng 9 thì hỏi với đáp án trên thì đưa ra là mấy ạ? Đáp án ra gì ạ? Giỏi. Đáp án ra bằng giỏi. Chính xác, được rồi. Và làm sao ạ? Chín là giỏi. Giỏi rồi, tuyệt vời, rất giỏi. Anh chị là làm sao ạ? Trung bình yếu. Trung bình. Sao chín là trung bình? Rồi, và đáp án của chúng ta là trung bình. Rồi, dạ. Rồi, làm chính xác. Tại sao nhỉ? Ít thì nó có là điều kiện đúng không? Kiểm tra điều kiện đúng không?
Nếu đúng trả về kết quả thứ nhất, nếu sai trả về kết quả thứ hai. Rồi đây, if A1 lớn bằng 5, cái này đúng không? Đúng. Đúng trả về cái gì? Trả về trung bình. Rồi, câu hỏi tiếp theo, với A1 bằng mấy thì trả về giỏi? A1 bằng mấy trả về giỏi? 6, 4. Dạ, 4. Rồi, nào tuyệt vời. Mấy ạ? 8. Rồi, nào tuyệt vời. Tiếp theo ạ? Nào là 4, nào là thử nhá. 4 này, 4 nhỏ 5 không? 4 lớn hơn 5 à? Chết thật, ngày thầy giáo này chắc cũng chết rồi, mất rồi. Mày đừng gây âm nhá, mình ngại chết. Rồi 4 là không lớn hơn 5 đúng không? Vậy nó trả về cái nào? Trả về vế tiếp theo đúng không? Vế nào là kiểm tra tiếp, 4 lớn 7 không? Ngay trả về đâu? Trả về vế tiếp theo 4 lớn 7 không? 8 không. Trả về gì? Trả về yếu. Rồi, quay chị bảo là 8 đúng không? Rồi, 8 lớn 5 không? Trả về gì? Trả về trung bình. Rồi, hỏi vế trả về giỏi. Em chỉ có tìm nó khước. Do giỏi là rất giỏi gì? Đúng không? Đấy, với công thức này thì người ta giỏi rồi. Ok ạ? Đấy, như vậy là kinh nghiệm với hàm ít đúng không? Thì chúng ta phải lấy hoặc là từ trên xuống hoặc từ dưới lên đúng không? Chứ ta đừng lấy theo kiểu lao nhanh là nó không ra đâu đúng không? Nghĩa là nếu mà lớn hơn 8, không lớn hơn 8 thì kiểm tra tiếp, lớn hơn 7 không? Không lớn 7 thì tiếp lớn hơn 5 không? Đúng không? Hoặc là dưới lại, có nhỏ hơn 5 không? Nếu mà không nhỏ hơn 5 thì kiểm tra có nhỏ hơn 6 không? Không nhỏ hơn 6 thì kiểm tra có nhỏ hơn 7 không? Được chưa? Chương trình của này em đang tìm. Ok chưa? Rồi, ok. Tiếp theo thực hành được hành học hiếp không? Chưa không? Được thực hành tí học hiếp không nhỉ? Không cần không? Thôi anh chị yên tâm đi, anh chị về đây. Dễ, táo hỏa học hiếp luôn. Học hiếp được bao nhiêu học hiếp rất là sư phụ. Rồi. Nhưng mà trong bài tập kiểm tra em sẽ được quyền là tha hồ luôn. Đấy, với hàm ít có cái điều kiện kiểm tra. Và nếu điều kiểm tra đúng thì nó trả về giá trị là ở bên dấu phẩy đầu tiên. Và nếu điều kiện là sai thì nó trả về ở bên điều kiện tiếp theo. Được chưa? Và chú ý đây có dấu ngoặc vuông. Ok chưa? Nghĩa là có thể không cần đúng không? Rồi. Các anh chị hãy cho biết kết quả khi thực hiện. Rồi, chị làm tiếp. Đây là hàm sumit. Thank you.
Đó, bây giờ hai chị đọc kết quả nhé. Một ạ. Một. Dạ ba ngàn, hai bạn bán không ạ? Sáu ba ngàn. Hai. Chín trăm. Chín trăm, không ạ? Ba. Bằng không. Hai bán không ạ? Bốn. Đúng rồi. Anh chị đều đầu bảo nhập xong cho clip nói đi đúng rồi thôi. Nào, ok, bây giờ ta nhìn kết quả. Rồi, là ta ôn lại cái một nhá. Nào, đầu tiên kiểm tra từ A2 đến A5. Kiểm tra từ A2 đến A5 có mấy thằng lớn hơn 160 ngàn? 3 thằng lớn 160 ngàn. Rồi, trong chúng ta kiểm tra thì tương ứng là từ B2 đến B5 là ta sẽ cộng vào đúng không? Vậy 200 ngàn kiểm tra lớn hơn, người ta lấy là 14 đúng không? Cộng 21 cộng 28 đúng chưa? Và ra là 63 ngàn. Ở đáp án số 2, ta lấy vùng này ta kiểm tra điều kiện là lớn hơn 160 ngàn và không có vùng lấy tổng. Vậy nó tự động hiểu cái vùng kiểm tra là vùng lấy tổng luôn. Ta nói đi rồi đúng không? Ở đây có số 200 ngàn, có số 300 ngàn, có số 400 ngàn, 234 cộng lại bằng 900 ngàn. Ok chưa? Rồi. Tiếp theo, ở vùng tiếp theo là từ A2 cho đến A5. Nhưng mà điều kiện lại chỉ có từ B2 cho đến B3 thôi đúng không? Nên một số anh chị sẽ bảo rằng nó là N3. Nhưng mà cái thằng lập trình mang cô số thì nó lại không thông minh được như anh chị. Nên là nó sẽ làm như sau. Nó vẫn tính như bình thường. A2 thì nhìn sang B2, A3 nhìn sang B3, A4 nhìn sang B4, A5 nhìn sang B5. Rồi, trong list cái này có nào 300 ngàn không? Có. Vậy đi sang nào bên cạnh là bao nhiêu? 21 ngàn. Vậy đáp án bao nhiêu? 21 ngàn. Ok chưa? Rồi, tiếp theo mình nhìn tiếp này. A2 thì nhìn vào đâu? B mấy? B3. A3 nhìn vào B4. A4 nhìn vào B5. Đúng chưa? Đúng chưa? A5 nhìn vào B6. Đúng không? Nhìn vào B6. Và B6 không có dữ liệu chỗ khác. Đúng chưa? Rồi kiểm tra. Trong vùng này có thằng nào bằng 300 ngàn không? Có. Là vùng mấy à? A4. A4 nhìn sang đâu? B5. B5 bao nhiêu? 218 ngàn. Ok chưa? Ok chưa? Mình nhìn thấy đáp án chưa? Ok chưa? Rồi, người anh dùng được câu chuyện xong kíp chưa? Tại sao đánh chéo đấy hả? Vì nó dùng chất tương đối thôi. Ta học rồi, nó cũng chỉ tương đối đấy. A2. Mọi người nhìn này. A2. Mọi người nhìn thấy A2 đã đang chưa? A2 đứng bao nhiêu nhỉ? A2 đứng với bao nhiêu? A2 đứng với B3. Thì người nhìn nó chéo chưa? Thì tương tự như vậy là đúng không? Nó tương đối mà. Được chưa? Nó là tương đối. A2, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Được chưa? Được chưa? Còn B4 thì là A2, B4. A2 trở về mấy á? Nếu mà không ghi B3 mà ghi B4 thì A2, B4. Đúng rồi, A2, B4 thì A3 lên mấy? B5. Đúng rồi. Và đoán ra bao nhiêu? 28. Không. Không. Mấy á? Không. Bằng không đúng không? Vì em nhìn cái dòng dưới, ok chưa? Được chưa? Các anh chị nghĩ này nó hơi đặc biệt thôi, nhưng mà thông thường các anh chị làm cũng thức hay bị thế lắm. Vì mình không chọn tuyệt đối ấy, nên mình kéo xuống bị đánh luôn. Chị hiểu em gì không? Mình vừa mới ví dụ đấy, mình cố định một bên, mình cố định không bên bên kia đúng không? Thế khi mình kéo bước xuống ấy, nó cứ bị đánh đi. Đấy, đây chính là cái đạn mà cộng lệch như này này. Con nó bảo tại sao lại ra xuống đấy, máy lại ngu thế. Ngu đâu, mình làm. Được chưa? Người luôn chưa? Ok, rồi. Rồi, vậy chúng ta đã đi qua các loại hàng cơ bản. Sum ít, cao ít, cao A, cao lành, ít, mắc min. Ok. Rồi. Và anh chị sẽ có thời gian lần này cũng là 5 phút để tạo ra cái bảng điểm như sau. Được chưa? Cái này ai cũng học rồi đúng không?
nó sẽ có toán lý hóa văn anh tiếng anh sử địa sinh hoạt dung được chưa. Tổng kết thì là điểm trung bình, nhưng mà chủ nhiệm toán với văn là đơn đôi được chưa. Từ đó thì xếp loại học học lực được chưa. Học lực thì nó đơn giản, nó chỉ có hai loại thôi. Một loại là lớn hơn 8 là giỏi, từ 8 đến 7 là khá, và từ 7 dưới 7 là trung bình. Được chưa, có 3 loại thôi. Và sau đó em chỉ tổng kết trung bình dưới là bao nhiêu giỏi, bao nhiêu khá và bao nhiêu trung bình. Được chưa? Rồi, anh chị bắt đầu làm đi. 5 phút.